xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại channel mình. Mình là Dung ở đây đấy. Hôm nay mình sẽ đến với Free Fire đấy. Thì trước khi video cũng như thì một like, xem đăng ký nhá. Đây thì hiện tại muốn xem coi như là đầu cắt ngoài đấy, sơn không, nhưng mà lại như thế nhiên không online. Có hai người này, mời tất vào đấy. Thôi mời tất vào. Ơi à, có vẻ như là đang bị treo máy quá nè. Đây có bạn này. Uầy làm thi. Teo. Ui hết luôn. À, xem có ai on không. À, hầu hết là off hết rồi. Đấy, thôi chắc là mình sẽ tự chuyển xếp hạng ngoài đấy. Thì đúng ra là tầm phải, lúc này chắc là tầm phải mình đang huyền thoại rồi đấy, nhưng mà chẳng qua đéo tin thành huyền thoại bao nhiêu đâu. Huyền thoại kim cương đấy, huyền thoại kim cương đấy, nhà tiền chất thế. Mình sẽ thử one shot phát đấy. Thế hiện này giữ cái gì ạ? Đấy là kim cương cái này, mình cũng chả hiểu tại sao nhá. Lúc nó hiện ra cái danh, lúc nó không hiện ra cơ, mình cũng chả hiểu tại sao. Mình sẽ là huyền thoại kim cương. Một sao nữa là mình sẽ lên được kim cương 3 các bạn ạ. Mình thấy tiếng hơi bé, mình cho to lên tí. Rồi được rồi, tiếng to lên được bạn ơi. Xem ai không. Không thấy ai mình. Ui ê. Đứa nào bạn ơi. Đứa nào bạn anh đấy. Ơi có đằng ạ. Thế à. Ôi nó bật chrono kìa. Cái thế nhờ. Rồi người xa quá nhỉ, xa quá nơi khó bắn bạn ạ. Ui bắn đâu ấy, bắn ở dưới chân. Ok mình sẽ lao vào bắn. Ơi chưa kịp lao bắn nhanh kia. Lần này đồng đội bắn nhanh thế. Đấy là địch giả vờ vào cái kết ấy. À, thôi chắc là mình bắn đôi vector đi. Đó, lên nó nhanh đôi vector. Được của nó. Một P5 này G18 này. Ui, có vẻ như là trận này tất cả đồng đội đều giữ tiền. Mình không cứu như cái thế nhở. Mà đi cũng đâu phải dạng vừa đâu, không phải kim cương 3 giờ thì mình cũng có này. Mình có cái hành động chống ngón tay ấy, thế này. Đấy, đi rồi, tí nữa mình quấn máu xong rồi mình bật hành động này nó mới đẹp. Kiểu như là nó không có ngón tay nào mà nó vẫn chống được ấy. Ơi, xong nó one shot phát. Uầy, nó ra cái gì kìa. Úi giời, có một thứ gì đó rất nghi ngờ ở đây. Cực kỳ đáng nghi quá nè. Đây này ơi. Mày. Nó có chrono quá đây, nó có chrono kìa. Nhân thì khinh thường á mày. Khinh thường gao á mày. First blood. Chắc là có đứa nào. Nguy hiểm lắm. Mấy bọn này nguy hiểm lắm các bạn ạ. Đấy. Mình chắc chắn mình phải biết lý do tại sao đồng đội mình chết. Đấy, ấy, có đứa nó cứu. Mày cứu tiêu của tao mày. Mày cứu tiêu của cao mày. Đủ gáo ăn cắp với mày. Bé tí anh con đã biết cứu kêu rồi. Bạn làm sao thế nào? Biết rồi. Hai này, hai này. Phải gọi là hai này. Đấy. Yeah, hai này. Một pha hai này rất kinh, cân bố luôn. Lên đầu luôn liền. Quá đẳng cấp. Rồi đang phong độ đang tốt nên là liều chân nhiều, không liều ăn ít thôi. Bạn ơi, các bạn bắn không tốt, do bạn không biết bắn đi bạn à. Đấy, hai này đấy. Lâu lâu mình mới làm được quả 4x4 một lần. Đấy. Không sao. Giờ đi thôi, hai đôi meter đấy. Ok, xem là có ai không. Đây, có thằng nó đi đường kia, có thằng đi đường. Đây, các bạn nhìn này, one shot này đấy, one. Đây, nhìn này. Hành động. Hành động này rất là kinh nhá. Hay ở chỗ là cái thân cơ thể của mình nó nằm xuống. Đấy, nhưng mà thực tế mình đứng lên mình vẫn bắn được. Đấy, mình vẫn đang nằm mình vẫn bắn được. Bật cà lưu phát này. Đứng ở dưới này đúng không? Cho quả lưu đạn này. Nó còn vướng một tí cái thùng tôn mà lại cày thế. Không sao, mẹ tô của mình cũng được. Này. Ơi, vãi rồi. Địch lên đồng đội còn không biết luôn. Đang chi rồi, mất mẹ tô rồi. Lên mẹ tô rồi. Rồi, địch tràn lên với tốc độ bàn thờ. Và chết. Ở trận này team mình gãy rồi. Ui, có một thanh niên không? Đấy, cho một like mà đăng ký đi.
một like đi. Rồi, quả này chắc chắn là team mình thua rồi, không thắng được. Đó, được rồi. Ui, giờ mình để ý cái khẩu Scar của cái con kia nó cầm là khẩu gì ấy. Ấy đâu, chúng mình thì lô chịu đấy. Đôi chơi meter đi. Đấy, rất là hay, mình thấy à. Bắn meter rất hay. Đó, ui, Chrono sẽ bật sớm này. Mình sẽ dùng tay đấm. Các bạn nhìn nhá. À, ngay thấy vậy này. Đấy, kia nha. Nhưng mà mình không làm hay like đâu. Mình không dùng cái đấy, mình hành động xong one shot được đâu. Mày khó lắm. Nhưng kỳ lắm. Và huấn luyện thì may ra mới được này. À, mình sẽ ra đây. Ok, mình ra đây mình đứng. Đứng nào. Nguy hiểm. Mình đang nghe tiếng chân bạn ạ. Ừ. À, có đứa kìa. Nó biết à. Cay quá bạn ơi. Mình sẽ phải di chuyển đi. Mày sẽ chọn lưu đạn gao mày. Mày sẽ chọn lưu đạn gao mày. Ui ơi, bắn 6 lít nhưng mà đam yếu quá. Mình quên mất letter mà không có đôi thì còn chết. Ui, lag mạng. Chết rồi, lag mạng. Ôi, thằng nhìn lag mạng hết rồi. Rồi xong. Mình vừa gáy khét lên. Gáy là cân 4. Cái kiểu con là điều ấy. Gáy khét quá thì là giờ nó cho hai đứa lag mạng trong team luôn. Ui ôi. Thôi. Từ giờ chúng ta sẽ không có bao giờ gáy nữa. Holy shit. Mình vẫn đứng đầu. Thanh niên không này thì khó cân rồi. À, với khẩu MP5 mà màu vàng của mình với cả khẩu MP40 gì ấy. Không biết mấy cái khẩu mà nhìn bữa này mình chịu quá nặng. Mình chưa thấy khẩu đèn nào luôn ấy. Lãi. Ui, thanh niên này chắc chắn là cầm đôi mẹ tơ. Mà cầm đôi mẹ mơ tơ thì chỉ có khác thế là súng xa thôi. Mà súng xa thì chỉ có chúng ta sẽ lôi khẩu nào này vừa mạnh mà lại không quá yếu. Đây. Và chính là khẩu MP5 thì bắn không nhanh bằng. Nhưng mà được cái nó cũng ngáp. Ừ. Amazing good job. Ok, mình sẽ ở dưới nhà. Mình chôn chúng nó ở dưới nhà. Đây này, đồng đội này. Chị này thì hơi lãng mạn. Chị này thì lãng mạn thật sự. Hoặc khả năng chơi game giống bị mẹ gành đấy. Nào. Ở đây nào, đây nào. À, có một đứa nó chạy bên hông. Có một đứa chạy bên hông luôn rồi. Ok, mình sẽ trốn vào đây. Đấy, xong một đứa nào là bắn luôn. Làm sao, thế nào à, không vào đây, không vào đây. Đấy, mình sẽ trốn ở đây bạn ơi. Có người là ra bắn luôn. Đâu rồi, chắc chắn là sẽ có đứa ấy bạn ạ. Nguy hiểm lắm. Bọn này danh ma lắm. Sợ lắm. Có đứa nào. Uầy. Nguy, không có đứa nào bạn ạ. Uầy. Thôi chắc là mình sẽ đứng góc này. Có đứa nào lên, xây bay đầu luôn. Ê. Chính thuật. Cái thằng này. Có đứa đang lên. Không sớm thì muộn, nó cũng phải chọn lựu đạn thôi. Đây. Keo, ui ôi. Ơ. Ôi, mình chạy vào trong góc nó vẫn bắn được kìa. Ồ, nani. What the fuck. Ok rồi. Sao. Phần thắng vẫn có khả năng thuộc về chúng ta. Đấy, lật keo vào cái kết. Vâng. Yes, đúng rồi, đồng đội mình hóa ra là xà gờ AFK. À, đúng mày thế rồi. Quá đây là toang rồi. 4 meter. 4 đôi meter thì tầm phải 4 x 8, 8 cây súng meter. Từ, ý nghĩa là 1, 2, 3, 4 này. 8 đúng rồi, 8 cây. Bật cờ lưu lên. Cho đồng đội biết hai đứa bên này đi. Đấy. Đây, từ có thằng, nhá. Có thằng đầu cắt ngoài nó đi rồi nhá. À, đây. Mày bẹt. Đây, đùa với mệt tơ ấy. Thấy chưa, cả team bắn nó phải thế chứ. Mình phải lấy đạn, không phải hết đạn lắm. Xuống này nhanh hết đạn lắm. À, thì ra mà chọn cái chết. Mày không khoát được gao đâu con chơi à. À đây, nó đây. Ấy, one shot chết luôn kìa. Ui, bờ gô, đúng là một bờ gô. Viên đạn tiểu liên liên. Trời ơi. Mình sẽ lên 1000 viên đạn tiểu liên đi. Rồi mua giáp 3 mới này. Mua giáp 3 cho đồng đội, mua sữa giáp này. Mua nấm cho đồng đội này. Đấy, lấy đi baby ơi, lấy đi. Anh ấy đang thừa tiền, anh ấy thắng thừa tiền. Oh yeah. Ghi đất. Đấy, rồi lên. Ui,
giải giải ra cái đống shit ra đây này, đống bẩn ra đây này. Ok, mình chỉ cần chạy vòng qua đây này, cái gì sẽ cũng sẽ có đứa lên kiểu gì cũng vậy đấy, mình ngay mà. Mình cho quả lựu đạn qua. Amazing, good job. Copyo này thì nhờn với anh đấy, ngay mà mình tính trước rồi. Nhà tiên tri xung quanh em à, biết trước được tương lai đấy. Khác nhà tiên tri dần ở chỗ là không cầm súng, đã không có cầm súng. Đấy, cái đứa nào mình nhà mỗi chiếc đồng đồ mình chạy thôi. Hit up bèo. À mày tới chỗ mình rồi mày. Ui à, mẹ nó cũng cầm đôi vector kìa. Ý, cầm đôi vector kìa mà. Ê, mình ngồi dưới đây rồi. Không sao, mày cứ chỗ mày gọi. Đúng rồi, và hướng của tường rồi. Thôi 4-1 không trượt thì cũng què. Đấy, què này, què. Ui, ở đồng đội mình què chưa? Ơ ô, mày dình, vút chó. Ai, cứu, 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 help me, help me, help me. Help me, help me, ui. Tháo một chân, tháo tay cho thanh niên nào, ba lỗ, đấy. Thanh niên là kim cương ba, được. Giờ mình cũng lên kim cương ba. Tưởng thế nào, bèo, đấy. 175%, được với giảm giá. Liệu mình có phải kẻ đứng đầu ý là đúng luôn. Ê yeah, kẻ quá ăn mừng chết đi. Ơ xong ai, mình cũng tất cả mọi người mình đều cho like đấy, mà mọi người lại không cho mình like. Ất ơi, có ai muốn vào không? Đúng rồi, có người, có người liền, có người liền, có người liền. Ok, cái định mày thoát luôn à? Quay rồi. À, ui, cả Huyền hoài tứ chín kìa các bạn. Ui, bạn bè gì đây? Sơn, ui, 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 đấu kết mồi, đấu kết mồi. Ui, đấu kết mồi đang trận luôn à? Cái thế. Thôi, chắc là mình lần này à, được rồi, thay đổi. Đấy, mình sẽ thay vào, đúng rồi. Anh da đen châu phi đấy, không mặc đồ xịn nữa. Cởi tất, cởi tất. Đấy, cởi tất à? Ê, cái gì đấy? Wow, đẳng cấp nhờ. Rồi, anh da đen châu Phi cởi tất ạ. Ừ, là má à. Cởi hết ra đây. Vứt hết à. Rồi, rồi, rồi. Ui, rồi, giờ xem có cái đồ gì mà nó thô thô tí đấy. Cái quần này nhìn thô thô này. Đây, ui, quần váy này, đây. Rồi, cái... từ đã. Để mình chọn đồ đã quần ạ. Có cái bộ nào mình nhớ. Đây, 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 đây. Cái người ta gọi là đàn ông, đàn bà mặc váy thì sang, đàn ông mặc váy tăng quang cửa nhà. Đấy, mà đàn ông mặc váy nó mới chất. Đấy. Rồi. À, đeo thọc quả dọ mõm để tí nữa ra khỏi bị corona nó cắn. Ê, chết, anh ra đen nó chất. Đấy. Ngọc đúng không? Ngọc, Ngọc đâu? Ngọc đâu ơi? Ngọc ơi, Ngọc ơi. Ok, mình sẽ vào đây sẵn chờ. Thế giới. Đi đi, vô không? Ok, hứa cày. Ok luôn. Rồi, let's go. Nào, đàn ông mặc váy đấy, da đen luôn chất chất chứ. Nào. Ơ à? Sao vô lý thế nhở? Mình rõ ràng mình chọn nhân vật đàn ông mặc váy mà nó lại ra cái con cà lông hòa này không mặc đồ chứ. Thôi à, gọi là muốn khoe trình độ dùng một lần one shot nên là sẽ sử dụng G18 đấy. Mình rất thích one shot nên là mình sẽ dùng G18 nha các bạn, cực kỳ thích one shot luôn. Nên vì vậy mình sẽ dùng con G18 đấy, với khả năng lùng luồn lách lươn lẹo đó, rất là không thua thiệt đấy. Nhưng mà sẽ nhảy qua đây. À mày, mày chọn mình, mày có súng á? Tao có súng nhá, tao đệ tử Trần Trần nhá. Ôi 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 ôi, kinh ấy. Ôi nhưng mà súng nó bắn đầu. Ui rồi, mình bắn đầu. Ui rồi xong, thằng này chắc chắn là nó fake mình rồi, không sai vào đâu được. Đấy, nhìn biết là biết fake luôn đấy. Đấy mặt y xì mình, mỗi tội nó mất cái váy. Rồi, cái tê nhờ. Rồi, ăn ship chị này rồi. Rồi, bay màu mà thiên nhiên. Like, like. Ok, mình là một con người rất thích like nên là mình sẽ like tất. Đấy, rồi. Ăn tưởng tự sát. À, xem team mình nào. Team mình là cũng kim cương, thế quái nào. Ừ, đúng rồi. Giờ mới để ý là Garena xếp danh rất là chất nhá. À, là cứ kiểu. Ok, đi theo tôi nào. Đi theo tôi nào. Đấy, tí nữa sẽ đi. Đi theo tôi nào. Rồi, ăn ship rồi. Đứng góc đấy thì ăn chít rồi. Khó bán lắm, đứng góc đi khó bán lắm các bạn. Ui. Rồi, xong còn gì nữa đâu mà
khóc với đâu. Ui. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, còn gì nữa đâu mà buồn với nhau. Không biết lắm máu em ui rồi hàng 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 bắn chàng. Cái quái này mình vẫn còn kỹ năng như một vật với cả kìa. Vì mình cực kỳ thích one shot, mình đã nói nhóm rồi. Mình sao bắn pha mát đi. Hai nó bị chết. Pha mát đã bị gọi là lãng quên, nó từng là huyền thoại một thời, mặc dù thời đấy mình không chơi. Bởi vì cái huyền thoại này là lúc đấy là pha mát nó kiểu như là nó không biết vô tâm ý. Đấy, không biết vô tâm thế là người ta bắn pha mát người ta cứ nhấp nhả. Đấy, thế là hack thoát, bắn may ra hack thoát đã thấy được bắn nhanh ý. Đó. Thế nhà phát này không cho pha mát X vào trong tử chiến. Pha mát X mà vào trong tử chiến mình có skin tăng ngay và sát thương. Ui dồi, nó phải gọi là đẳng cấp. À kìa. Mày. Chạy đâu chạy không mày. Trơn. Bắn chết luôn. À thằng này có thanh niên thích leo trèo trên nóc nhà nhá. Rất là nguy hiểm nhá. Hiện tượng lên nóc nhà bắt con gà nhiều lắm nhá. Mình phải cảnh cáo cái vụ việc này lên công an phường mới được. Đấy, cảnh cáo lên phường mới được. Ok. Làm sao thế nào hả? Thích làm sao? Đây được rồi, con đứa đây này. Làm sao thế nào bạn ơi? Úi giời, con đứa trên nóc nhà thôi. Con đứa trên nóc tầng thôi. Ê, lên nóc nhà bắt con gà. Lên nóc nhà bắt con gà. Úi à. Đúng rồi, nguyên thoại một thời nó phải thế. Đấy, nó phải không hết thoát. Đấy. À, được rồi. Ok, lần này mình chơi gọi là nghiêm túc rồi á. À, bắn hay lắm này. Anh em chuẩn bị liên hoàn hết shot nhá. Đấy. Cứ mấy anh khi ngon cho địch kệ. Đấy, cứ mấy anh khi ngon. Ấn ngón tay ấy. Trời ơi, mà nãy giờ mình quên mất mình không thể hiện được cái trình độ là hack đó. Rồi này, cúi đầu xuống mà không cần ngón tay. Đây, ấn đầu xuống. Đấy. Kiểu nhảy hip hop trong cái điệu nhảy đấy thì quên bố rồi. Úi giời ơi, anh kéo thần trưởng. Anh kéo thần trưởng đấy các bạn. Ồ. Ô, thanh niên địch chuẩn bị lên nhá. Nguy hiểm lắm nhá. Cho quả lựu đạn này. Nhờn này. Hết thoát. Láo hả mày. Ấy. Ô, thanh niên địch. Ừ, ăn shit bốc shit rồi. Thanh niên địch bốc shit rồi. Ấy. Ấy kêu hết thoát cưa. Ghê chua. Ấy. Đứa trên nóc nhà, con đứa trên tầng. Anh em xông lên. Bóp tim nó. Nào lên. Mình nghĩ mình sẽ đi được này. À. Thanh niên KS kìa. Ồ, KS nhớ. Cái gì anh đại. Ui, em vẫn MVP, vẫn MVP. Đấy. Không sao, không cay. Không cay cứu. Bình tĩnh, tự tin được. Không cay cứu. Đấy. Kệ thanh niên KS đi. Anh đi không cần. Anh đầy tiền nhé. MP 40 này. Đi ơ. Đẳng cấp cho pha mát này. MB quả à. Có pha mát này không? Ừ, giờ không có liền. Không có liền. Đấy. À, mình đang đứng đầu với 4 kill. Hy vọng làm được một quả hai nai, đồng đội chết hết đi để mình còn làm hai nai đấy. Hai nai đấy. Ok, mình sẽ chơi trò chiến thuật bạn ạ. Ơi à, này. Mày thích chạy hả mày? Chạy không? Đấy, cấu máu. Đấy. Đây gọi là chiến thuật cấu máu. Ok, nhưng mà cấu máu. Máu mất ít quá. Mình thì đứng đây hơi trống. Ê, con đứa. Có con áo cam kìa. Hello chị áo cam nhá. Em đến đây ngay đây, em ngay sau đít đây, móc vào cái đít nào. Làm sao hết thoát. Nhân. Léo hả mày. Cô bao cao trôn hả mày. Này. Nào, chạy con đạn đã. Ê nhớ hết thoát. À đây. Ôi mình tưởng đấy chết rồi cơ chứ. Ui. Hay thế nhỉ, không để ý cái kia. Tưởng là chết rồi. Hóa ra vẫn còn sống à. Đây mình chọn lựu đạn. Tưởng chết rồi. Cái thế. Mất một kill. À không, mất một kill. À không, mình vẫn có kill à. Lại. Không nào bây giờ ta. Hết tiền rồi. Ok luôn. Ui lúc cháu à. Ồ kinh thế.
À nhá, huấn nghị quân kéo đi, sẵn sàng đi, không là lại đâm đầu vào chỗ chết đấy, nguy hiểm lắm. Bọn này giờ nó nguy hiểm lắm bạn ạ. Rồi, bật mấy cái đèn. Rồi, let's go, let it go, let it go. Chúng ta còn một cơ hội, nhưng mà đừng bao giờ để chết nha. Chết lần nữa ăn xin đây. Mình sẽ đứng ở dưới nhà đấy, gọi là chiến thuật đứng dưới tầng. Thằng địch nó mà lên đấy, địch nó mà lên nhá. Ôi mình không có keo, ui thằng kia là còn có chrono chứ. Ăn chết nó đi, ui nó thằng kia nó có chrono nên nó thắng bạn ạ. Ui, đúng rồi chiến thuật thằng kia nó có chrono nên nó hơn hơn team mình một ít đấy. Thằng kia này ăn hên đấy, ăn hên là vừa mắc thế là rồi nó cầm MP 10 mình. Ui và sau đây là đám tang của team mình rồi. Là hết rồi à, đủ rồi, xong rồi tèo. Ui thế sao lên tường như thình. Ôi có thằng bắn xuyên tường luôn ơi, quách kìa. Tố cáo luôn. Ui chưa kịp tố cáo quá đã. Ui quách bắn xuyên tường luôn, ui kinh vậy. Ui con này phải xử lý hết thôi, xử lý làm sao ta. Eug đi ra đây chắc như nó cất à. Ok AUG mình sẽ bắn xa đấy, lính bắn tỉa mặc dù không có súng tỉa. Mình muốn không làm mà vẫn có ăn cơ, cho em ít đồ ăn được không. Mình nhớ ở trong tử chiến là chúng nó cứ giả nhân vật con gái đấy, là nó không làm mà cũng có ăn đấy. Mình cũng là nhân vật con gái, chẳng qua là chưa đeo đồ thôi. Còn nhìn đó, ấn ngón tay không cần đấy này đấy ạ. Kinh quá. Địch có địch trên đường, có địch trên nóc nhà con ơi. Mình sẽ từ sẽ cho bạn ấy nó đi tí, xong mình bắt đầu trèo lên bắn sau đít nó, thông đít nó, nên đây mình bắn thông đít nó. Mày làm sao thế nào? Úi giời ơi, trời có lưu đạn qua đây này. Thế à, thích chạy qua không? Nó không chạy qua còn là cái thế. Ấn hành động này, hit thoát lên AUG vậy. Quay thằng quay thằng mình lui rút lui được bạn đấy. Anh lùi bước để thấy em rõ hơn. Ok luôn, lùi bước đi. Đây có thằng đó bé, xin. Ok được rồi. Ui đừng lại gần đây nhá, đừng lại gần đây. Ui nó có cả đồ kìa, xong luôn. Đám tang của Dung mấy bà nó thắng được một trận thôi là thua ngay một trận bên ngay, mà có qua có lại thì nó mới toại được cái lòng cái gái nè đấy. Xem nào, lai tất. Đây mình xem có thanh niên hằng đúng không, không phải cái thanh niên nào mà nãy bắn hacker bắn xuyên tường mình không biết nữa đấy. Nhưng mà thôi, chắc là video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu còn ai còn nhớ cho mình một like, một share, một đăng ký nha.